Trước khi xem video này, nếu các bạn thấy thích thì đừng quên ấn nút like cũng như là đăng ký kênh của mình, và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Và bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hey và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình, thì mình là Zio Cá đây, và chào mừng các bạn đã đến với một cái video về Minecraft khác trên kênh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một thử thách cùng với Super Fury. Yay, và hi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Super Fury, nên chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đến với Minecraft. Mà ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái map là Super Lava Run. Yeah, đúng rồi, thằng nào mà chạy chậm là sẽ chết trước nha các bạn. Vấn đề không? Ok, thì ở đây là chúng ta có hai người chơi, là chúng ta sẽ chọn two player. Anh chọn đi. Bụp. Ai tầm. Mỗi đứa một, anh đội đỏ. Đu. Cái nón để trang cái skin luôn. Nón đỏ skin đỏ. Em không thấy skin anh ta. Chắc là anh hot á, anh hot nó không thấy. Chắc cái này play á. Ok. Để chọn là... đây chọn chọn nào? Sa mạc, rồi vàng bạc châu báu, rồi địa ngục. Địa ngục đi cho chắc. Thấy đi cái chính giữa là ok hơn á. Chọn normal hoặc là độ khó hoặc là độ dạ trung bình. Và cực khó. Cực khó. Rồi. Nó bò đi. Bò ok. Rồi chuẩn bị nha, run. Ê. Chết rồi, chết rồi, chết. Ê, la van nó tới kìa. Chạy lẹ. Em cứ tưởng là nó sẽ cho back lại chứ. Thật quá. mày qua anh cũng chạy rồi. Em chạy ghê chưa? Rồi thôi xong rồi. Cái lỗi khúc này sao nhảy? Xong rồi. Ủa sao vậy? Khi này là có cái mê cung á anh. Rồi xong rồi. Xong rồi. Chết rồi, mê cung gì vậy? Mê cung tàng hình. Cung tàng hình. Holy fuck. Ủa thanh niên. Ủa sao đi qua đó được vậy? Đây, em không biết. Ok, anh đang qua. Ê, em té rồi, fuck. Yes. Có cuốn sách gì kìa anh? Cuốn sách đó lại xíu đọc đi, đọc giờ là chết á. À đúng. lẹ lên. Lửa tới rồi. Lửa tới là ma tới đích rồi. Rồi xong rồi. xong phim rồi. Ba đồ quỷ này thấy gì chứ khó quá. À, hình như cái đó là mình chỉ thua, mình click chơi vậy. Còn lâu. Yes. Yes. Sao để qua được đây? Cái chỗ đó khó quá. Úi. Biết chưa đâu? À, anh có cách. Ê, hay. giờ mình cần cứu nhau khúc này đi. Khúc này khó thiệt luôn á. Tự nhiên có cái thang chính giữa. Nhẹ không qua được luôn á. Ui giời. Em qua rồi nè. Ôi kinh vậy. Chiêu đi, chiêu đi. TP chi thực. Hey, TP chi thực. Lên lại. À cái chỗ này khó lắm nè. Có cái slam. Chỗ này cực kỳ khó luôn. Nói chung là nãy giờ là mình TP là chủ yếu là tạm tiền đề thôi. Chứ nó khó thiệt á. Ô phải cái hạt luôn. Cái này là không TP chi thật được rồi. Đấy rồi, cái khúc này khó anh ơi. What the hell? Không, anh nhảy qua bên cục bên phải á, slam bên phải á. Sao lên nó được ta? À cái chỗ này dễ rồi, bắt đầu qua cái cục này là dễ rồi. Đấy khỏi rồi, lo đâu. Cửa trái quay nó không hết. Rồi. Ok. Rồi. Biết gì đã chọn địa ngục rồi. Cái này nó khó cực luôn. Dạ. Chế độ normal mà còn khó gì nữa. Không biết chế độ khó là sao ta. Tụi em TP chi thật. Chế độ khó là nghỉ chơi luôn. Rồi qua trước đi, qua trước đi. Vậy sao? Nhảy qua cái thang. Đấy, tuyệt vời. Gì dạ. TP chi thật. Ờ,
Để tới đây mà làm gì? À, cái này nhảy lên mấy cái block và tàng hình á. Đây nè, đây nè. Đấy. À đù. Đó. Kinh. Hay vốn. Lơ lẹ ra lava nó tới rồi đó. Chỗ này là không đùa được đâu. Rồi xong rồi, xong thanh niên rồi. Chỗ này là không có TP được đâu đó. Block này là rồi tới, xong. Tới cái block thứ ba là được. Đúng rồi, cái block thứ ba nó cao quá. Rồi giờ tới block đầu tiên đó. 1 2 3 4 4. Là tới rồi. Tới rồi, tới nữa rồi. Trời ơi. Giờ được. Ba chọn nít quỷ. Ờ, ba chọn nít quỷ không? Đủ. Bây giờ bằng A đủ hơn nhiều. Nãy giờ đỏ cái địa ngục này thấy nó dễ hơn bên kia nhiều. Nhưng mà rớt hơi bị nhiều. Để em bắt đầu cây vào đấy. Ui cái chỗ này. À đây đây đây. Đó qua đời nè. Đi vậy. Chỗ này khó quá. Chỗ này tự nhiên than rồi gỗ tùm lum tùm la. Mình vẫn còn tiệc chiêu cuối cùng. À. Còn tiệc chiêu cuối cùng. Em lên rồi. Căng vậy. Ừ lẹ 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 mi lava hồi nó tới đó. Hình như là xong rồi, xong phim rồi. Ca này khó quá. Mẹ. Nó cứ dính cái cục kia. Đó, cuối cùng mình cũng đó vượt qua được cái đó. Cái này sao đây? Vậy là mới cung á. Ờ tưởng nó bắt khô qua. Tao thấy nè, anh thấy được rồi nè. Ủa, gì kỳ vậy? Thôi đi về cái bậc thang lúc nãy. Bên đây, bên đây, bên đây. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đây. Rồi sao nữa? À, nhảy lên. Trời, nãy giờ ngu quá. Rồi xong. Ê, mấy cái block tàng hình nữa nè. Qua luôn. À, tiếp tục cái block tàng hình tiếp. Ý. Trời, mấy ba đầu quỷ này đơn giản. Ồ, em qua nè. Em qua luôn rồi. Trời, ba đồ quỷ này. Trời ơi. Yes. Quỷ quỷ. Yes. Đạt. Hên mà không. Ui, cái gì vậy, cái gì vậy? Không, mới bên kia, mới bên kia. Còn lâu. Ba đồ quỷ này sao rượt được mình. Ê, trời ơi, cắt linh hồn. Thôi, để dùng TP chỉ thật. Rồi, bên đây là bỏ rồi đó. Tới đây là phải dùng chiêu cuối rồi. Chưa, để đi học coi có qua được không? Ê, qua được. Ở trên. Đây nữa hả? À, anh có cách nè, giờ anh nhảy lên em đánh nè. Ủa là sao? Bây giờ đứng đây đi, nhảy lên rồi anh đánh cái nè. 1, 2, 3, đánh. Đó. Kiến. Đúng rồi. Giờ làm gì? Thì có đường qua mà. Tới bây chi thật. Anh nè. Ý. Nói chung là cách đó nhanh nhất. Cố gắng phá đảo cái địa ngục à. Trời ơi. Thấy là dùng từ chiêu cuối đó. Trời, cái chỗ tự nhiên cái khúc cuối để các linh hồn vô. Chúng ta sẽ không dùng từ chiêu cuối nữa. Chúng ta phải ôi ở đây có một block tàng hình. Nó chặn lại. Rồi đến coi block nó ở đâu vậy. Ôi, sao nhảy cắt vậy. Ôi sao nhảy qua đó nó bị chặn lại đó. Ấy cái gì chặn lại á. Kêu vẫn thực. Kêu TP chi thực. Đó. Rồi cái này hôm qua nữa là nghỉ 6 game luôn á. Cái này hôm qua nữa là 6 game luôn. Trời ơi, game qua rồi. Ý. Anh rớt qua bên kia luôn rồi.
Ủa nãy anh qua đâu ạ? À? À, anh có cách qua nè. Dạ nhảy qua cục đỏ đi. Ở gì kinh gì? Kinh. Chở đi. À thôi kệ đi. Ờ, hình như sắp phá đảo rồi đó. Mình qua cái vùng đất của Slenderman này nè. Ô, Enderman này. Qua đây là chuẩn bị phá đảo. Nhưng mà khó quá. Này, những nít quỷ này mà chơi chắc nó đập máy quá. Ừ, mấy nít quỷ chơi đập máy hết. Xíu anh ra cũng anh cũng đập máy luôn rồi. Ê! Ôm lộn. Nè dạ. Đã. Nè giờ anh có cách nè. Em nhảy qua một lót anh đánh cái bay bên kia luôn. sao nhảy? Nó có cái block đó rồi con nghĩ ta. À, à. Ui. À chưa tới. Rồi, này bí. À nhảy qua đây đánh qua nè. 1 2 3. Qua xuống đây luôn. Tôi bơi chi thật thôi. Ôi, em gọt qua đây thôi. Chỗ này nó mong manh lắm ranh giới. Chỗ này sao? Ờ dạ. Cái chỗ này dễ thôi. Chỗ này kiểu như Naruto vậy. Dễ cũng chết nữa. Ủa khúc dễ cơ, khúc khó. Ừ, chỗ này dễ mà lo gì. Ê. À đây, đứng yên. TP chi thật, rồi. Ờ, tưởng anh rớt chứ. Đừng để rớt nha. Ê, đứng yên. Rồi, nhảy qua đi. Ê. Đà. Nè, nhảy qua anh đánh một phát thôi được. Okay. Bay qua luôn à. 2, 3. Đó. Đó. Đi, anh nhảy qua đi. Tuyệt chiêu cuối đi. Pha đã ổn quá. Đâu rồi, mình đâu rồi? Ê, hình như sắp phá đảo vậy đó. En này kìa. Chị En hả? Ui. Cố gắng cái cuối phá đảo nè mọi người ơi. Nãy giờ dùng toàn là bí thuật không à. Không có dùng thể thuật. Bí thuật nó giả rồi. Không có năng lượng. Cái gặp mày. Chẳng lẽ chỗ này mình phải dùng được chiêu cuối? Không được. Cuối này giờ xả không vậy chắc ra không được. Hết chắc ra rồi. Giờ phải luyện công vào cái màn cuối. Nãy giờ mình bỏ lava mất tiêu luôn không thấy nó được. Lava tuổi gì? Em nhảy qua cái góc á. Vô canh cái góc là bay qua dính liền. Đấy. Thề đúng khó luôn á. Màn cuối rồi cũng không cho qua nữa. Nhắc quá. Tắt luôn, dừng. Rồi. Ôi, lava nó tới, về đi ngựa ai. Ủa. Cái kinh gì? Hắc. Đối với chiến thuật. Hắc hả? Nè, cái chỗ này mình phải đợi nó mở ra mình mới nhảy nha. Khó nha. Như tốc độ mở nó là hay gì? 1, 2, đẩy. 1, 2, 1, 2. Hơi bị khó nha, chỗ cuối này cố gắng qua được. Trời ơi. Dạ, em đứng lên cái cục màu đen đi. Cố gắng lên cái cục màu đen. Đánh một cái không chừng. Đánh qua bên kia luôn. Không chừng nó qua luôn. 1, 2. Trời ơi, chưa gì hết rớt rồi. Đà heo. Khó quá. Ơi lava nó tới rồi nha. Nãy giờ không để ý á. Ui. Chưa, từ từ. 1, 2. Sao ra? À trời ơi. Em quả được luôn. 1, 2. À mình phải đợi đây. Đừng nhảy nhanh quá là chết á. Ôi mẹ ơi, lava nó sắp tới rồi kìa. Trời ơi, khúc cuối này dễ lava tới. 1, 2. À mình phải nhảy trước đó. Không thích. Ý, tôi mới trước. Vô. Trời. Yeah, okay. Cuối cùng. Ok. Có mấy cái đầu này. Ôi trời, ở đây đầu người, đầu gì không? Rest and play nữa kìa. Coi có youtuber nào quen không? Western Bay nè, em quen không mày? Có Luffy nữa kìa. Luffy à? Bên kia. À. Ê, đi qua coi đây, Luffy à. Có youtuber gỗ nữa kìa. Thôi, đây. Phải Luffy không? Ừ. Chắc phải á. Ôi, có Katon nữa kìa.
Kratos, thằng thằng chiến tranh. Ok, ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Như các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và ok, thì mình có vẻ như là cái map này mình game mode 1 bí thuật hơi bị nhiều nên mọi người thông cảm, tại vì hình như có lẽ có vẻ như là cái map này nó đã bị lỗi phải không Fury? Đúng rồi, map lỗi bị lỗi rồi. Ừ, lỗi tác lỗi. Giả là tác giả làm lỗi quá lỗi rồi Fury rồi. Ok, đập rồi, đây đập okay. Đây nghỉ chơi, ta sẽ kết thúc video của mình tại đây và chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên lại một like, subscribe và đừng quên ủng hộ cho anh Geocat và mình nữa nha. Bye bye.